Các bác thân mến, ở chương trình video clip lần này em sẽ tháo và quay toàn bộ nội thất của hai cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản thuộc phân khúc dòng S để các bác có thể tự cảm nhận đánh giá về tình trạng cũng như là về cách thiết kế nội thất của hai cặp loa này ở phía bên trong. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị góc phía bên tay trái màn hình. Trước mắt màn hình các bác thấy được đây chính là hai cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản thuộc phân khúc dòng S, đó là cặp loa Pioneer S9500 và Pioneer S933. Và ngay sau đây em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa Pioneer S933 trước. Về cách thiết kế cấu trúc driver của dòng Pioneer S933 thì các bác nhìn thấy rất là rõ. Đây là dòng model nó sử dụng 3 đường tiếng, một loa bát có đường kính là 30cm, nó sử dụng màng giấy, gân mút, một loa trung đô và một loa chép điện. Các bác thấy thì em cũng đã tháo tất ra rồi để cùng các bác sẽ đi quan sát về cục loa cũng như là về cách thiết kế hệ thống phân tần ở phía bên trong. Các bác nhìn thấy đây là màng loa bát này, nó sử dụng màng giấy, màng gợn sóng và nó sử dụng gân mút. Đấy. Một chiếc thì các bác thấy thì em cũng đã lật củ loa bát của nó lên để các bác cùng quan sát ở phía sau. Các bác nhìn thấy ở phía bên trong này. Đấy. Với tình trạng của loa thì các bác thấy rất là tuyệt vời rồi. Trên củ loa các bác thấy nó có mã số này. Củ của nó thì rất nặng các bác nhá. Đấy, đây. Khung xương này. Đây là phía bên trong nhện của nó đây. Các bác nhìn thấy khô giòn. Trước bên này thì cũng như vậy thôi. Đấy, các bác thấy đây. Nó rất là nặng. Đó là về phần củ loa bát. Đây là về phần củ loa trung này. Các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa trung đô. Đối với những dòng loa sử dụng trung đô thì các bác biết rồi, nghe tiếng của nó rất là tơi, sáng, âm thanh của nó rất là trong. Về phần trung cấp nghe rất là bóc tách. Đây là củ loa này. Và đây là trước mặt màng loa. Các bác nhìn thấy nó được bố trí một cái tấm e cang kim loại thưa. Một loa trung đô nghe âm thanh rất là tuyệt vời. Và một loa chép điện các bác thấy đây. Loa chép điện của nó thì rất là nặng. Trên củ loa chép thì các bác thấy rõ Pioneer. Và các bác nhìn thấy ốc của nó còn nguyên keo này, chưa động chạm gì các bác nhá. Đối với những dòng loa sử dụng chép điện thì nó quét tần số rất là cao, nghe giải cao các bác nghe rất là thanh thoát. Và phía bên trong thì các bác nhìn thấy đây là hệ thống bông tiêu âm. Và em cũng vén ra để cùng các bác đi quan sát về phân tần nhá. Và đối với dòng này thì nó có độ nhạy là 91 dB và có trở kháng là 8 ohm và có công suất lên tới là 100W trên một loa. Nói về phân tần của dòng này thì các bác thấy rất khủng rồi. Nó được thiết kế một cái bộ phân tần thì các bác thấy to như cái quyển vỏ luôn. Các bác thấy rất là lớn, có rất nhiều những cái cuộn cả bằng đồng rất là to. Những cuộn cả, những con tụ, những con trở các bác nhìn thấy đây. Đấy. Rất khủng, những dòng loa như này được thiết kế phân tần được các kỹ sư của hãng Pioneer thì thiết kế phân tần của dòng model này rất là khủng, cho nên thì đem đến cái chất lượng thành rất là hay. Trước ở phía bên này các bác thấy như vậy này. Đấy. Những sản phẩm hàng về như này bên cửa hàng của chúng em đều tháo ra kiểm tra rất là kỹ lưỡng, cho nên em cũng thực hiện một video clip để quay cụ thể về củ loa bát trung chép cũng như là về hệ thống phân tần của nó ở phía bên trong để các bác có thể cảm nhận đánh giá về độ đẹp cũng như là về độ zin của sản phẩm. Và đằng trước thì các bác nhìn thấy nó lại trang bị cho chúng ta hai cái vi tinh chỉnh để chúng ta có thể điều chỉnh giải mid cũng như là giải chép tùy theo ý thích của mỗi người. Pioneer S933. Xung quanh thì các bác thấy nó được bố trí sơn bóng Pioneer rất là sang trọng. Hệ thống bông tiêu âm thì các bác nhìn thấy nó còn rất là đẹp. Đấy. Còn rất là lung linh. Đó, các bác thấy đây. Ở mặt trước về phần gông loa bát thì các bác thấy nó được vít bằng 4 cái đai ở 4 góc. Và các bác nhìn thấy những cái điểm gờ này là nó có những cái chân vít như kia kìa. Đấy, để nó vít nó giữ cái gông loa bát chắc chắn và an toàn. Và cặp loa Pioneer S933 với tình trạng tuyệt vời như thế này thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 27 triệu đồng. Các bác thấy mức giá rất là tuyệt vời rồi. Cách đây vào khoảng cũng khá lâu rồi thì bên cửa hàng của chúng em cũng có một cặp và cặp đó thì có mức giá là 28. Vào thời điểm hiện tại thì các bác thấy cái mức giá tốt hơn so với trước đây. Cho nên thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 27 triệu đồng.
với cặp loa Pioneer S933. Và tiếp theo ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa Pioneer S9500 thuộc phân khúc dòng S các bác nha. Với các dòng loa đến từ thương hiệu Pioneer thì các bác thấy nó có rất nhiều các dòng phân khúc khác nhau. Những dòng S này, dòng CS này, rồi là những cái dòng Y này, vân vân. Các bác thấy rất là nhiều. Và những dòng S như thế này thì đem đến chất lượng thành rất là hay. Về cách thiết kế cấu trúc driver của dòng Pioneer S9500 thì các bác thấy nó cũng sử dụng 3 đường tiếng thôi. Một loa bass có đường kính là 32cm, một loa trung đô và một loa chép điện. Điểm đặc biệt của cặp loa này thì các bác thấy nó có giải tần số cắt rất là tuyệt vời. Nó có giải tần số cắt từ 30Hz cho tới là 50kHz. Như vậy các bác thấy một cái giải tần số cắt rất là tuyệt vời. Thông thường thì các bác thấy những dòng loa có giải tần số từ 30 hoặc là 35Hz này cho tới những dòng 20kHz thôi. Tuy nhiên dòng này thì nó cắt lên tới là 50kHz, một giải tần số rất là tuyệt vời để các bác có thể nghe những bản nhạc rất là hay trên dòng loa này. Các bác nhìn thấy đối với dòng này thì nó lại khác so với dòng S933. Nếu như dòng S933 thì các bác thấy nó sử dụng màng giấy gân mút, còn đối với dòng này thì nó lại sử dụng màng carbon và gân mút các bác nhé. Đây là màng carbon này, gân mút này. Các bác thấy đối với dòng loa sử dụng màng carbon gân mút thì nó đem đến tiếng bass của nó rất là đanh chắc, nghe rất là phê. Đấy, còn nếu như những dòng loa sử dụng màng giấy gân mút hay là gân xếp vải tẩm dầu thì hay là gân cao su thì các bác thấy mỗi một dòng loa thì cũng như là cách thiết kế gân của từng dòng model thì nó có cái chất âm riêng. Có những dòng thì đem đến tiếng bass mềm, đấy, trầm, ấm, đấy, tùy theo cái sở thích của các bác để các bác có thể lựa chọn những dòng loa nào nó phù hợp với gu nghe của mình. Đối với dòng loa Pioneer S9500 này thì các bác lưu ý nhé, nó đem đến tiếng bass rất là đanh chắc. Điểm đặc biệt tiếp theo của dòng S9500 thì các bác nhìn thấy, thông thường thì các bác nhìn thấy đối với các dòng loa khác ấy, thì nó chỉ cho chúng ta hai đường tín hiệu đi vào thôi đúng không ạ? Một cọc là âm và một cọc là dương đi vào phần loa bass thôi. Tuy nhiên thì đối với dòng này thì nó lại sử dụng đến hai đường tín hiệu đi vào. Đấy, tức là nó sử dụng đến 4 dâu. Các bác lưu ý nhá. Bên này các bác nhìn thấy đây. Đấy, một cọc âm và một cọc dương, và bên này cũng là một cọc âm và một cọc dương đi vào. Như vậy các bác thấy đây là dòng model nó sử dụng côn kép 4 dâu. Đấy, các bác nhìn thấy rất là rõ cụm từ này, và nó rất là nặng, nặng lắm các bác ạ. Đây là dòng model được thiết kế rất là độc đáo, rất nặng. Các bác nhìn thấy đây là phía bên trong. Một tay em cầm hơi quay, một tay em cầm hơi vất vả. Các bác nghe thấy giọng em nó méo rồi đấy. Đó, các bác biết nó nặng, nó gấu như thế nào rồi. Các bác lưu ý nhé, đây là dòng model sử dụng côn kép 4 dâu. Cho nên các bác nhìn thấy nó đưa chính xác là 4 đường tín hiệu đi vào, 2 cọc âm và 2 cọc dương. Đấy, các bác thấy rất là cụ thể. Còn với dòng S933 này các bác nhìn thấy nó chỉ cho chúng ta đi vào tín hiệu bằng hai cái đường này thôi, một đường âm và một đường dương thôi. Tuy nhiên đối với dòng này thì các bác nhìn thấy nó lại cho chúng ta 4 đường tín hiệu đi vào. Đấy. Đó là về phần loa bass. Các bác thấy đây là về phần loa chung của dòng model này. Các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa trung đôm có đường kính khá là lớn. Và trước mặt loa chung thì nó cũng được bố trí một cái tấm lưới kim loại thưa bảo vệ an toàn cho màng loa. Trung đô thì các bác biết rồi, nghe hay lắm. Và các bác nhìn thấy nó sử dụng một loa chép điện. Đối với những dòng này thì các bác thấy cách thiết kế của loa chép điện của nó rất là đặc biệt. Nó như kiểu nó gắn một cái cục biến thế vào đây này. Đấy, các bác nhìn thấy đây này. Rất là độc đáo nhé. Đối với dòng này các bác thấy đây. Đấy. Đây là trước mặt loa chép điện này. Dòng này có giải tần số cắt rất là cao. Và sau đây thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về hệ thống phân tần của dòng model này rất khủng. Em để tạm cụm loa chung xuống đây. Và các bác thấy lưu ý này, đối với cụm loa chung của dòng này này. Đấy. Lại được thiết kế như này, rất là độc đáo nhá. Củ từ rất là to và đằng sau nó lại được thiết kế một cục lồi như thế này nữa. Đấy. Củ nó rất là nặng. Và tiếp theo thì các bác nhìn thấy đây là hệ thống phân tần của nó ở phía bên trong. Đây là một cặp loa đem lại cái hệ thống phân tần thì các bác nhìn thấy nó rất là khủng khiếp. Các bác nhìn thấy chưa? Đối với dòng này thì nó lại phân tần nó được chia thành hai mảng, một mảng ở phía dưới đáy thùng và một mảng ở phía bên sườn. Đối với mảng ở phía bên sườn thì các bác nhìn thấy đây, có rất nhiều những cái cuộn cả to khủng khiếp, những con tụ các bác nhìn thấy đây, to như cái quả pin con thỏ ngày xưa ấy, các bác thấy đây, những cuộn cả bằng đồng này, các bác thấy keo nguyên bản luôn này, chưa có động chạm gì cả. Những sản phẩm này các bác lấy bên cửa hàng của chúng em thì các bác yên tâm rồi. Các bác, đây là phân tần ở phía dưới đáy thùng đây.
phân tần của nó được chia thành hai mảng riêng biệt nhau. Đấy, các bác nhìn thấy đây, khủng khiếp. Nó hơi tối mất một chút, tuy nhiên thì em quay này các bác cũng nhìn thấy độ khủng của nó rồi. Đấy, các bác nhìn thấy rất là ghê gớm rồi. Như vậy thì các bác thấy về cái cách thiết kế cấu trúc driver, như về phần loa bass cũng như là về hệ thống phân tần ở phía bên trong thì các bác biết rồi, đây là cặp loa đem đến chất lượng âm thanh rất là hay. Và dòng này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với những dòng âm ly của Sansui, những dòng 707 này, rồi là 907, hay là những cái dòng G-Saver, những dòng 5000A, 5000X, rồi là những dòng QRX 7001, 8001 hay là 7070, 8080. Các bạn đánh với những dòng loa đến từ thương hiệu Pioneer như thế này thì rất là tuyệt vời. Và đối với cặp loa Pioneer S9500 khủng như thế này, đẹp như thế này, zin như thế này thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 23 triệu đồng. Các bác thấy những cặp loa như thế này có mức giá rất là êm so với trước đây. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip lần này thì em cũng đã tháo và quay toàn bộ nội thất của hai cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản thuộc phân khúc dòng S. Các bác cũng đã được quan sát rất là cụ thể về tình trạng của nó ở phía bên trong, củ loa bass, loa chung, loa chép, cũng như là về hệ thống phân tần của hai cặp loa này ở phía bên trong rồi. Và sau đây thì em cũng xin tạm dừng video clip này ở đây. Và các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị góc phía bên tay trái màn hình.